kính lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh muôn loại đạo điên lưng hồi khổ não triền miên, mới tìm phương giải lửa phiền đốt thân. Kính lại Pháp nguồn ân khôn trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Đời còn lắm kẻ lầm than, nên thiền bát nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại Tăng người thừa chỉ cả, thay Thế Tôn vằng quả đạo màu. Vô minh khỏi phải lo âu, rọi đèn cu khổ dẫn đầu chúng sinh.